Như, con sao thế? Mẹ, cái mẹ cẩn thận thúc đứt chân đấy. Rồi ôi, sao thế này hả con? Ra để mẹ xem nào. Con ốm đi à? Sao con không gọi cho mẹ? Con uống thuốc là đỡ ấy mà. Ôi dồi ôi, đỡ cái gì? Toát hết cả mồ hôi ra thế này, con phải thuốc thang vào chứ. Thôi, con cứ nghỉ đi, để đến mẹ xử lý cái vụ kia cho. Mẹ không phải lo, con ngồi nghỉ một lúc là con ổn ấy mà. Ổn ổn cái gì? Nhìn như xác chết 10 ngày không ai vớt ấy. Rào sắc không gọt được chuôi, bác sĩ gì mà không biết chăm sóc cho mình thế à? Mà cái thằng Phương đâu? Con ốm như thế này mà nó vẫn đi làm à? Lúc anh ấy đi thì con chưa sốt mẹ. Ừ, thằng bé tính nó cũng cẩn thận. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Mà đừng có uống thuốc vội, để mẹ đi nấu bát cháo. Nhà có cơm nguội, chắc là nhanh thôi. Mẹ cẩn thận cốc vỡ đấy. Ôi, phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Chắc là do ăn uống đây mà. Con phải ăn uống nó đầy đủ vào, mà làm thì cũng in ít thôi. Vâng. Thôi mẹ, không cố thêm được miếng nữa à? Con ăn thế là ở bụng rồi, uống thuốc là khỏi thôi. Xanh xao quá, chắc là do bận à? Đi làm lại còn quay thêm chương trình truyền hình nữa. Hôm trước lại còn phải tiếp khách hộ ba mẹ. Không phải đâu, hôm qua đứng ở trạm xe buýt, tự nhiên trái gió trở trời, con đã thấy hơi gai gai người rồi. Còn trẻ thì phải giữ sức khỏe, chứ sau này hối không kịp đâu. Đừng có bà chủ quan, mà mẹ thấy vợ chồng con cứ cắm đầu vào làm, mẹ lo lắm. Con biết rồi, thôi mẹ về với ba đi, không ba lại lo đấy. Thế thôi, con vào nghỉ đi. Vâng ạ, mẹ dọn đồ con bát cháo nhá. Hợp đồng sống chung. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.